Hi, Missy xin chào các bạn. Tiếp tục với phần English words you may pronounce wrong, những từ tiếng Anh bạn có lẽ phát âm sai. 6 từ tiếp theo các bạn nhé. Từ hỏi của mình, hỏi cho ai đó trả lời. Từ đó sẽ là từ ask, hỏi hay yêu cầu các bạn nhé. Ask, ask. Thoát hay là trốn thoát hay thoát khỏi có nghĩa là escape, escape. Chỉnh sửa của mình sẽ là edit, edit. Rồi, xếp thứ 6 hay là hạng thứ 6 của mình sẽ dùng dạng số thứ tự nha các bạn nhé. Sixth. Rồi, number 5 của mình ha các bạn, sa mạc. Cái này sẽ đọc là desert, desert. Rồi các bạn nhìn số 6 này, nó cũng khá là giống đúng không các bạn? Nhưng mà ở đây nó có hai chữ S các bạn ha. Từ này là món tráng miệng, mình sẽ đọc là dessert, dessert ha. Vậy các bạn nhớ nha, sa mạc một chữ S sẽ đọc là desert. Còn món tráng miệng của mình hai chữ S, cái này sẽ đọc là dessert. Rồi, lại nha. Hỏi sẽ là gì? Ask, ask. Thoát, thoát khỏi hay là trốn thoát của mình sẽ là từ gì? Escape, escape. Chỉnh sửa của mình sẽ là edit, edit. Xếp thứ 6 hay là hạng thứ 6 của mình sẽ là six. Sa mạc của mình sẽ là desert, desert. Còn món tráng miệng của mình sẽ là dessert, dessert. Okay, that's our goodbye. See ya.